Tôi bước lên xe lửa và tôi tìm cái phòng toa của tôi. English please. Tôi bước lên xe lửa và tôi tìm cái phòng toa của tôi. How do you say this in English? Tôi bước lên xe lửa. I got on the train and I look for my cabin. I got on the train and I look for my cabin, right? Got on the train, no, bước lên trong tiếng Anh. Mình bước lên, get on, khi dùng quá khứ thì phải có chứng cứ, evidence đâu. Year đâu, month đâu, day đâu, yesterday không có, ago no. Không có chứng cứ thì không dùng được quá khứ nhé. So here, get on, got on, show me your sentence again, please. Tôi bước lên tàu lửa, English, please. I get on the train and I look for my cabin. Yes, okay. I get on the train and I look for my cabin. Khi tôi tìm thấy cái phòng toa của tôi thấy, okay. Tôi thấy giường hai tầng trên toa bên, okay. Toa, cái phòng toa của bên tàu lửa thì nó có cái tầng, đúng không? Tầng thì lúc nào cũng vậy. Floor, right? Floor. Tôi thấy giường hai tầng trong phòng toa của tôi trên xe lửa. Tôi thấy giường hai tầng. How do you say this in English? Tôi thấy giường hai tầng. I see a double bunk bed. I Yes, see that. I see a double bunk bed. Or we can use the word floor here. Giường hai tầng. Tôi thấy giường hai tầng. Please, can you use floor here in this case? Giường hai tầng, please. I see a double bunk floor. Khi mà nói về số, muốn biến một con số và sau đó cộng thêm cái danh từ. Thì danh từ nó giữ nguyên. Thì cái này biến nó thành một cái tính từ rồi. Thì phía sau nó sẽ có một cái danh từ cộng. Như vậy, giường hai tầng. Số là two, dash gạch ngang, alright, floor, đây không cần chia số nhiều tại vì nó có gạch ngang, có cái dash rồi, alright, two floor bed, for example, two floor bed, or we can call it a bunk bed, okay, a double bed, a double bed, okay, tàu lửa có tài xế và tài xế vận hành tàu lửa. Vận hành là gì? Vận hành. Operate. Operate. Have operated. Tài xế vận hành tàu lửa. Tàu lửa được vận hành bởi tài xế. Hai câu nói khác nhau hoàn toàn trong tiếng Việt. So here, tài xế vận hành tàu lửa. How do you say this in English? Tài xế vận hành tàu lửa. English. The driver operates the train. Yeah, that's it. The driver operates the train. Tàu lửa được vận hành. Tàu lửa được vận hành bởi tài xế. Tàu lửa không vận hành tự động. Automatic. Right, automatically. Automatically. Tàu lửa được vận hành bởi tài xế. Tàu lửa không vận hành tự động. Khi mà nói trong tiếng Việt có chữ bị và được là có chút bị động. Tiếng Việt sẽ bỏ đi từ bị và được nếu mà nó muốn giữ cái đó thành một cái secret. Nó không có show ra là nó dùng bị và được. Thì lúc này sẽ xếp vào chủ ngữ. Chủ ngữ là vật thì có chút bị động. Chủ ngữ là người thì dùng bình thường trong tiếng Anh thôi. Như vậy, tàu lửa không vận hành tự động. How do you say this in English? Tàu lửa không vận hành tự động. Tàu lửa không vận hành tự động. The train don't operate automatically. Tàu lửa không vận hành tự động. Tàu lửa là chủ ngữ, là vật. Chủ ngữ có hai cách dùng bị động trong tiếng Anh. Bị động có nghĩa là to be cộng với verb by đi, đúng không? Tôi thứ nhất là người Việt mở cái miệng ra thì nói người Việt là người ta sẽ dùng từ bị và từ được trong tiếng Việt. Cái thứ hai, người Việt không dùng bị và được mà người Việt đang dùng chủ ngữ là vật. Tôi thấy chủ ngữ là vật, vật, đồ vật, sự việc, ba vật nha. Đồ vật, vật, đồ vật, sự việc, thực vật, động vật. Đấy, tất cả từ vật.
Thì lúc này hãy nhớ đến chủ ngữ mà là vật, thì nhớ đến cấu trúc bị động trong tiếng Anh. Còn thứ hai này là nhớ đến từ bị và được, đó cũng là cấu trúc bị động trong tiếng Anh. Đấy là người Việt nha. Okay, right. Let's start. Tàu lửa không vận hành tự động. Tự động. Automatic. 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 All right. Automatic. Yes, English Automatic. please. Automatic. 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 Yes, và cái từ ma đây là ma của tiếng Anh nhé, miệng dọc xuống. Automatic. 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 Và đây, automatically. 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 Very good, right? Không được automatically nha. Tàu lửa không vận hành tự động. Tàu lửa vận hành bởi một người lái. English please. Tàu lửa không vận hành tự động. The train now. Không. Không vận hành tự động. Chủ ngữ mà là vật thì dùng cái gì? Tàu lửa không vận hành tự động mà. Khi mà chủ ngữ mà là vật thì nghĩ đến cấu trúc của bị động, be verb by đi. Khi mà thấy to be rồi thì tức có trong tiếng Anh nó có hai từ không. Không có hành động là don't và doesn't. Còn không có to be là am, is, are, was, were not. Như vậy tàu lửa không vận hành tự động. English please. The train is Không vận hành tự động. Không là gì? isn't. Yes. Tàu lửa không vận hành tự động. The train isn't operated automatically. Okay. The train isn't operated automatically. The train isn't operated automatically. Very good. Cái sự vận hành của mình học được cái từ vận hành thì mình sẽ thay cái khác. Operate, Yeah, so operation. Operation có thể được vận hành. Operative, right? Sự vận hành của tàu lửa yêu cầu sự chuyên nghiệp của tài xế và chuyên môn của tài xế. Như vậy ở đây sự chuyên nghiệp là gì trong tiếng Anh hả? professional. Professional, pro, not pro, professional, professional, professional. Và đây được gọi là sự chuyên nghiệp trong tiếng Anh. Sự chuyên nghiệp. Sự chuyên nghiệp thì bây giờ mình biến nó thành danh từ thôi. Danh từ có được gọi là professionalism. Professionalism. Sự vận hành của tàu lửa yêu cầu sự chuyên nghiệp của tài xế. English please. Sự vận hành của tàu lửa yêu cầu sự chuyên nghiệp của tài xế. Sự vận hành của tàu lửa. Sự vận hành của tàu lửa yêu cầu sự chuyên nghiệp của tài xế. Yêu cầu là Request. require. Require. Mình dùng require. If we use require and request like this, require is the same as request, but we only use the word request for customers or for people. I request you to do your homework. I make a request to the company because I want the company to do something else for me. So the word request is used for people. Require is used for work. It's formal. Từ require nó sẽ thường dùng cho những cái môi trường mà làm việc nhé. Nó về tiếng Anh thương mại. Còn từ request là dùng cho những người giữa người và người tôi yêu cầu nó làm cái gì đấy. Như vậy request for informal usage, alright? I request you to sit down. I request you to stand up. She requests him, okay? She requests him to shut up, for example. Như vậy tùy vào cái usage. Thường thì người Việt mình em đọc cái từ này được gọi là sự sử dụng, tất sử dụng này.
usage, đúng không? No, usage, alright, usage, tức là sử dụng. So for different usage, for example, request is for people, require is for work, formal. Require nó rất là formal, nó rất là trang trọng. Request nó dùng giữa người và người. Tiếng Anh mà dùng đời thường daily life conversation thì người ta sẽ dùng từ request. Còn nếu mà mình yêu cầu ở đó làm cái gì đó nhưng mà cái chức vụ của mình cao hơn, higher position, thì mình sẽ dùng từ require để mình biến nó thành trang trọng. Alright. Như vậy, nói đến môi trường yêu cầu, hệ thống yêu cầu, người ta sẽ dùng từ require. Nói đến người và người yêu cầu, người ta sẽ dùng từ request. Người và người ở cái informal conversation, người ta sẽ dùng từ require. So let's start. Let's go. Okay. So vận hành tàu lửa yêu cầu sự chuyên nghiệp của tài xế. How do you say this in English? Sự vận hành tàu lửa yêu cầu sự chuyên nghiệp của tài xế. Yes, sự vận hành tàu lửa yêu cầu sự chuyên nghiệp của tài xế. Sự vận hành Train tàu lửa. the train operation Yeah. Yêu cầu sự chuyên nghiệp của tài xế. requires sự chuyên nghiệp của xe. Okay. The train operation requires Professionalism. 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 Yes, professionalism. Professionalism. Yes, professionalism. Professionalism. Yes, professionalism. Professionalism. Yes, professionalism. 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 English please. Professionalism. Yes, professionalism. Professionalism. Yes, nihilism. Có người Việt đọc sai. Nihilism. No. Professionalism. Professionalism. No. Professionalism. Professionalism. As professionalism. Professionalism. Yes, professionalism. 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 Yes, here mình thấy ở đây. You can see Professionalism. that. E. Professionalism. Professionalism. Yes, okay, please double check the pronunciation, okay, or the Cambridge Dictionary. Operation. Tài xế cần sự chuyên nghiệp và chuyên môn khi anh ấy vận hành chuyến tàu này. Chuyên môn là gì? Sự chuyên nghiệp. Còn chuyên môn là gì? Môn. Expertise. Expertise. Expert. Expertise. Expert. Expertise. Very good. All right. Còn mà chuyên gia học Việt Nam là chơi chiêu là chuyên viên, thì lúc đó mình sẽ có cái từ được gọi là expert. 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 Expertise. 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 Yes, expert. 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 Very good. Professionalism. Okay. Tài xế cần có sự chuyên nghiệp và cần có chuyên môn khi anh ấy vận hành chuyến tàu này. English please. Okay. The driver need to be professionalism and expertise when he operates
Yeah, This train. I vận Oh hành chuyến tàu này. English, please. my God. PNA Okay. vận hành chuyến tàu này. PNA vận hành chuyến tàu này. Vận hành là gì? Okay. When he operates this Yeah. This train, chuyến tàu chứ không phải là chuyến đi. Chuyến đi được gọi là trip trong tiếng Anh và chuyến trip. là train trong tiếng Anh. So let's look at the first sentence. The early trains traveled only during the day. What does this sentence mean? What does it mean, Helen? Can you explain the meaning of this sentence in English for me? In English. Use your own English to explain the meaning of this sentence quickly, please. So, what does it mean? The early trains traveled only during the day. English, please. Can I train this sentence? No, don't translate it into Vietnamese. Please, okay, explain it in English. Mình thử mình gọi là mình giải thích cái câu này bằng tiếng Anh nhé. Mình sử dụng cái tiếng Anh của mình để giải thích ngược lại. Where the early trains traveled only during the day. Mình có thể nói rằng là gọi là tàu tàu sẽ chạy rất là sớm và tàu thường chạy vào ban ngày. Như vậy ban ngày trong tiếng Anh gọi là in the day, ban đêm trong tiếng Anh gọi là at night hoặc là in the evening. Bây giờ mình quên cái từ từ ban ngày là in daytime và từ ban đêm là night time đi, thì mình có thể nói in the morning, in the afternoon, for example. Như vậy những cái chuyến tàu thường chạy rất là sớm và chuyến tàu sẽ chạy ok sẽ chạy trong suốt thời gian ban ngày và sẽ chạy trong suốt thời gian vào buổi sáng và vào buổi trưa. How do you say this in English? Những chuyến tàu chạy từ rất sớm, những chuyến tàu chạy rất sớm. English, The trains run very early and please. Yeah, the train runs very early and they only runs during the morning and the night. yeah, and they runs only okay during the morning and the night, or you can have something like this. Vào ban ngày. In daytime. Vào ban đêm. In nighttime, right? In daytime. In nighttime. In nighttime. Okay, so let's start. The tracks were too dangerous during the dark of night, and passengers wanted to see where they were traveling anyway. The tracks were too dangerous. Track, okay, track. Và đây là mình học để mình xài mình tự mình có thể giải thích được con từ này. Mình có thể thiết lập từ vựng. Cái đường ray nó rất là nguy hiểm, tại vì chính phủ không bảo trì đường ray xe lửa. Bảo trì là gì? Bảo trì, bảo dưỡng, maintain, maintain. Và cái maintain cái gì đó hoặc là dùng cái cách cao sang hơn là run maintenance Một chính phủ không bảo trì đường ray cho nên rất nhiều tai nạn xảy ra trên đường ray xe lửa. English, please. Chính phủ không bảo trì đường ray. Chính the government Maintain. Yes. maintain. Chính phủ không không bảo trì không không bảo trì đường ray. English, please. The government doesn't maintain the tracks, Cho nên ok, cho nên đường ray sẽ trở nên cho nên đường ray sẽ ở trong một cái điều kiện nguy hiểm và nó rất là nguy hiểm cho hành khách that's transport, hành khách mà để cho dùng từ cái từ phương tiện transport. nha. We have the Yes. word like passenger. Passenger, that is hành khách for transport, hành khách for company, hành khách for store, that is customer.
and had to buy products in the supermarket or products on the street or products everywhere they are called consumers. Hành khách mà dùng mà để sử dụng cho tất cả các môi trường mà về dịch vụ thì người ta sử dụng từ customer. Customer hành khách cho chơi gọi khách hàng, những khách hàng mà để dùng cho các môi trường dịch vụ, the service company, service store, service shop, they are gonna call customer. Còn khách hàng mà sử dụng cho gọi là mua bán sản phẩm thì mình đang có cái từ gọi là product. Chính phủ không bảo trì đường ray cho nên đường ray trở nên cho nên đường ray dễ bị hư hỏng. Hư hỏng là gì? Hư hỏng broken 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 damage là hủy hoại trong tiếng Anh, hủy hoại một cái gì đó. Thay vì dùng từ damage thì mình học thuộc từ demolish. Thay vì dùng từ demolish, we have word like destroy. Destroy and damage are two basic words. You can use okay, the word demolish or sabotage. Chị em của người nước ngoài, sabotage. Right. Yes, sabotage. Yes, Sabotage. demolish. 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 Yes. Cat, okay. Passenger. Passenger. Now passenger. Pass, âm e dọc nè. Passenger. Pass. Mở não đọc ra là chữ e nhưng mà miệng dọc xuống. Não là e, miệng dọc xuống. Passenger. Passenger, Yes. passenger. Yes. Passenger. Passenger, Passenger. passenger. Yes, please remember. Passenger. Okay, passenger. Passenger. Yes, right. Hành khách, okay. Here, please double check the word on Cambridge Dictionary like this. Passenger. Here. Đây là e mở miệng đọc dọc xuống này. E luyến thành A này. Việt Nam gọi là e bướm là e luyến thành A. Nó tầm 7, tầm 3 mở miệng dọc xuống là ra chữ e của người nước ngoài là chữ e nó cái âm nó hơi dài. Đọc tiếng chữ e của Việt Nam nè. E. Rất đơn giản đúng không? E của nước ngoài nè. E. Mình đâu có để cái âm nó last long đâu. Mình chỉ mở miệng dọc xuống là âm nó sẽ kéo dài ra. Dọc xuống rất là mỏi miệng ha. Passenger. Passenger, Passenger. passenger, Passenger. passenger, Passenger. passenger, Passenger. passenger, Passenger. passenger. Very good. Passenger. See. Passenger. Okay. Passenger. Okay. Học phát âm mà học riêng phát âm thôi thì sẽ không nói được nha. Tại vì mình học phát âm riêng thì mình không có ráp được vào câu. Khi mà học phát âm riêng là chỉ biết đọc cái từ đó thôi. Mà đọc có một mình từ đó thôi. Còn khi bỏ cái từ đó vào một câu không nói được mà nói lại phát âm sai. Cho nên là học phát âm là phải học đi cùng với nói. So yeah, passenger, right? Passenger. Chính phủ không bảo dưỡng. Chính phủ không bảo dưỡng. Run maintenance. Please try to use this word. Maintenance. Maintenance. Yes, run maintenance on. Maintenance on. Yes, run maintenance on. Run maintenance on. Maintenance. 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 Đó là người Việt Nam ha. Bây giờ chuẩn của nước ngoài. Đấy là đó tiếng Anh châu Á, run maintenance. Tiếng Anh châu Á là đọc sao, gì ta? Ghi sao đọc vậy. Còn mà bây giờ mình chỉnh hóa lại cho nó đúng. Tại vì mình nói tiếng Anh châu Á đó là mình sẽ bị mất gốc đấy. Mất gốc trong phát âm thôi mà vẫn được chấp nhận toàn thế giới. Ở đây, maintenance. Maintenance.
Yes, Maintenance. 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 Air-a-an. Air-a-an. Maintenance. Maintenance. Ở đây là thấy được cái từ này là nó có cái âm N phía sau này thấy không? Đó, Maintenance. cái này không bao giờ là men men đâu mà làm là ai rồi đánh chữ N lên. Main. 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 Ain. Ain. Main. Main. Main, right? Maintenance. Maintenance. Very good. Và chữ N đánh lên như nào? N. N. And Không để lưỡi xuống, don't drop. Don't let the tongue and fall down. Don't let the tongue fall down, right? Main. Main. then Não cứ nhớ là cái não mặc định của não của mình. Phải nhớ là A, A, A là A. Nhưng mà đánh cái N lên. Main. 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 Người Việt sẽ nghe thành là men men men. Người Việt bắt chước là men men men, sai hết. Đúng khẩu hình miệng. May. May. A N A N A N, right? Nhớ là đừng nghe theo những gì ears nghe, phải nói theo những cái gì mà shape of mouth nó cho biết. Và đó sẽ có khẩu hình miệng nha. May. May. Main. Yes, Maintenance. 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 Run maintenance on. Run maintenance on. Yes, run maintenance on. Run maintenance on. Run maintenance on. Run maintenance on. Yes, maintenance. Run maintenance on. Very good, right? Okay. Chính phủ, chính quyền. Chính phủ là gì? Government. Yes, the government. Chính quyền là gì? Chính quyền. Author. Yeah. Chính quyền English please. Chính quyền please. Authority. Yeah. No. Chính quyền. Oh. Authority. 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 Yes, cái từ này nè, tắt nó ra đi. Right. Authority. 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 Very good, cắn lưỡi thổi ra nhé. Authority. Authority. Khi đọc từ xong thì phải tự tách âm ra và đọc riêng cái âm đó ra. After you pronounce the word, you need to pronounce the sound of each, each of the sound in a word. O-E, pronounce the sound in the word, right? O-E, authority, Authority. authority, Authority. government, Government. 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 Yes, right. Ok. Những cái từ về đảng, về quốc hội thì mình sẽ học sau nhé. Chính phủ, ok, chính quyền không bảo dưỡng cái đường ray xe lửa, cho nên đường ray dễ bị hư hỏng và đường ray sẽ bị gọi là đường ray sẽ bị hư hỏng và tàu lửa sẽ gặp tai nạn. English please. Chính phủ không bảo dưỡng đường ray xe lửa. Chính phủ không bảo dưỡng đường ray xe lửa. The government doesn't maintain the train, and it is easily broken. Yes. Oh, it is broken. Just a little. The government doesn't maintain the train, and it is broken. Broken. So Is it broken? broken, Broken. broken, broken. Broken là tính từ, is an adjective. Đặt câu, trong tiếng Anh có hai kiểu đặt câu. Đặt câu với động từ sẽ bình thường chủ động vị. Nếu trong câu có động từ thì phải sử dụng to be để đặt câu. Tàu lửa, đường ray xe lửa dễ bị hư hỏng. Đúng không? Dễ bị hư hỏng. Hư hỏng là tính từ mà. So,
How do you make this sentence? Đường ray xe lửa dễ bị hư hỏng. Đường ray xe lửa dễ bị hư hỏng. English, please. Đường ray xe lửa dễ bị hư hỏng. Đường ray xe lửa dễ bị hư hỏng. The track is broken. Yeah, very good. The train is broken. But here dễ bị là gì? Đường ray xe lửa dễ bị hư hỏng. Khi mà mình thấy tính từ mà bây giờ cái tính từ the first adjective needs to go to the second adjective, right? Tính từ tính nhân mà muốn đi chung với tính từ thứ hai thì cho nó cùng cái ly vào. Đường dây đây sẽ gỡ. Đường ray xe lửa dễ bị hư hỏng. English, please. The track is easily broken. The train is easily broken. Very good. Khi đường ray xe lửa bị hư hỏng, đường ray sẽ làm cho tàu lửa gặp nguy hiểm. Nguy hiểm là gì? Then dangerous. This is an adjective, dangerous. What is another word? Nguy hiểm là danh từ là gì? Dangerous. Danger. 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 Bảo dưỡng, bảo trì. Maintain. 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 Not maintain. 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 Yes, maintain. Maintain. Yes, đường ray xe lửa sẽ làm cho tàu lửa gặp nguy hiểm. Đường ray xe lửa, đường ray hư hỏng, đường ray bị hư sẽ làm cho tàu lửa gặp nguy hiểm. English, please. Đường ray bị hư sẽ làm cho tàu lửa gặp nguy hiểm. The track is broken and it will It will what? Và nó sẽ làm cho tàu lửa gặp nguy hiểm. Tàu lửa nguy hiểm. It will what? Làm cho ai? Có như thế nào đó? Làm cho something, somebody. Something, somebody. Như thế nào? You have a structure made, right? Make something, somebody. Do. Make something, somebody. Còn trực tiếp cái tính từ trong tiếng Anh. Đây là cấu trúc của từ may. May cộng cho người, cộng cho cộng từ nguyên mẫu. Đây là cấu trúc của từ may làm cho ai như thế nào đó. Đường ray bị hỏng sẽ làm cho tàu lửa gặp nguy hiểm. English, please. The track are broken and it will make the train dangerous. It will make the train dangerous. Làm cho ai đó gặp nguy hiểm. Có cái từ gặp trong đó. Làm cho ai gặp nguy hiểm. Khi mà có cái từ gặp, gặp dùng cho người thì mình sử dụng từ meet trong tiếng Anh, mà gặp dùng cho vật thì mình sử dụng từ encounter hoặc là face trong tiếng Anh. Right? Gặp không phải là người. Encounter or face. Right? Như vậy, đường ray hư hỏng, cái từ hư đang là tính từ và đường ray đang là danh từ. Bây giờ muốn làm đường ray hư hỏng thành một cái chủ ngữ. So how do you make it? Đường ray bị hư. Đường ray bị hư sẽ làm cho tàu lửa gặp nguy hiểm. How do you say this in English? Đường ray bị hư sẽ làm cho tàu lửa gặp nguy hiểm. English, please. Đường ray bị hư. So. Oh, the broken chain. Yes. The broken chain will sẽ làm cho Và sẽ làm cho gì đây? Sẽ làm cho tàu lửa gặp nguy hiểm. broken chain will make the train dangerous. Nó làm cho tàu lửa nguy hiểm. Còn gặp nguy hiểm là gì ạ? Face Yeah, encounter face on encounter. Face encounter. Khi mà thấy cái từ gặp này, ta biết ngay là gặp cái gì. Có nghĩa là sau từ gặp phải dùng cái thể loại từ gì để phù hợp nha. Đường ray bị hư sẽ làm cho tàu lửa gặp nguy hiểm. English, please. The broken track will make the chance face dangerous. Yes, face danger. Dangerous. The broken track will make the train. We will make the train dangerous. Make something dangerous. It means the train is already dangerous.
khi mà làm cho ai đó nguy hiểm có nghĩa là cái đó nó trở nên nguy hiểm, nó trở nên nguy hiểm. Như vậy cô ấy nguy hiểm khác với cô ấy bị nguy hiểm, đúng không? Cái người đó rất là nguy tại vì người đó hại người ta, cô ấy nguy hiểm khác với cô ấy bị nguy hiểm. Ở đây là đường ray bị hư làm cho chuyến tàu gặp nguy hiểm, có nghĩa là làm cho chuyến tàu bị nguy hiểm. So the broken track will make the train encounter dangers, right? So here, please look at this sentence. The tracks were too dangerous during the dark of night, and passengers wanted to see where they were traveling anyway. What does this sentence mean, Helen? What does it mean? What does it mean? What does it mean? Can I say Vietnamese or say English? Yes, in English. English. In the night, the track is very dangerous. So the passengers want to know. To know. Okay. In the night, the train is very dangerous, and the passenger want to know where to go, and And what? that the train can be and the train can mention if they Okay. if they have. Muốn dùng cái từ mình duy trì bảo dưỡng này phải là maintain. Maintain, okay. The tracks were too dangerous during the dark of night. We use at for night, like at night or in the night time. If you want to use in with them, you should use in the night time, at for night. So here they want to say that the tracks were very dangerous in night time because in night time people cannot see anything from the window of the trains. People are inside the train and they cannot see anything from the windows of the train. They look out of the windows. They see nothing outside. Everything that people can see is darkness, the dark of the night. And when you are on the train and that is nighttime, you look out of your window, you cannot see anything. Everything you can see is darkness. So when the train runs at night, it is very dangerous because the dark sky at night will make everything become dangerous for the train. The driver cannot see clearly. The driver cannot see the street clearly. The driver cannot see the track clearly, so it's going to be very dangerous for the driver. And the passengers love to look at beautiful views outside the windows. But right now it is very dark outside and it is nighttime. The passengers try to look out of the window, but they cannot see anything. They can see for the forest, they can see the trees, they can see people, they can see animals, they can't even see the track. Everything the passengers can see is darkness. So when you explain the sentence, it's gonna be like this. Do you understand, Helen? Yes. All right, so time's up. Thanks a lot, and please try to read this one first, this one at home when you are free. And try to learn, okay? Try to remember and practice the pronunciation of each word based on Cambridge Dictionary.
Okay, so I'm going to end the class now. Thanks a lot and bye-bye. Yes.